ăn lễ 30 tháng 4 xong thì bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ ăn lễ 1 tháng 5 nha mọi người. Mời cả gia đình cùng ăn lễ với gia đình mình nha. Sống nè, diễn qua à, lòng bò nè, sống rau sống nè, bò né món nữa nè, ba món. Bên đây là bắt đầu thịt heo đang nướng nè, đang nướng thịt heo luôn, thịt heo gần nha các bạn, đang nướng thịt heo luôn nè. Mày nóng như mẹ. Của em đã về vài món bò nha các bạn. Trước tiên là mình ăn cái bò mình chấm mắm nêm. Cái trời giấc trưa này mà bò chấm mắm nêm này nó ngon lắm nha các bạn. Ngon. Nè ăn xong á mình phải uống bia vô một tí. Cũng cho mát. Ngon. Này có cái chát này nó nên đã nè. Uống những cái thằng lòng nữa. Ngon. Thơm. Dài nó chút mắm nêm nặng ngon. Của chuối là ngon. Mời bạn ăn đi nha. Wow. À, trường này làm đi đã. Đây, mở cho em nhé. Bơ chút trăng mà không chịu. Đi đồ quá chứ. Sống mà nếu mà không sống thì kẹt xe ta sẽ. Để chăng. Đây cũng xa chứ, đây sốt tăng đi. Là chưa tới tỉnh thành phố chăng nha, là trên này á. Em ở trên này chứ. Em nhận có món ít sạch. Là cái này bắt ao nha bạn. Ủa mình bắt á. Cái này nướng nha. Chiên.
nướng xong miếng chiên á, ăn nó béo béo giòn sướng, ăn chuẩn. Đu đủ nha mọi người, với mắm sống cây đu đủ trên mạng ấy. Ai nói ăn cũng ngon hết trơn á. Hôm nay em ăn thử đi, cảm giác như thế nào nha. Không có gì nữa ta, chan chút bò ngon. Ngon không mà ngon ngon, nghe mùi mắm không mà không nghe mùi đu đủ, nói chung là vậy. Không ngon, không ngon. Mọi người đừng ăn, bên ngoài quảng cáo quá nhiều quá, mọi người đừng ăn nha. Đu đủ này không ngon gì đó, không ngon. Cảnh mẹ nó đứng lên gì được. Hồi nãy mà nhé, rước rồi hai coi.